ra Hà Tĩnh dấu yêu đây rồi. Một doanh nhân Việt Nam là một tỷ phú đô la đầu tiên. Ngày chưa sống khốn khó, ông đã cố gắng vượt qua. Từ một ngành mì gói trên đất Ukraine hôm nào, nơi ông đã hồi hướng trở về quê hương của mình. Xây lên bao nhà cao, tập đoàn Vingroup mọi nơi. Cả thế giới biết đến ông là tỷ phú Việt Nam. Giờ niềm tự hào đất nước ông vinh danh từ đây. Niềm tự hào Việt Nam nay đã khắc tên của ông. Hãy cố lên ông nhé, bao ước mơ đang chờ đợi mình. Khu chung cư Vincom này đã có tên trên mọi miền. Bao nhiêu khu vui chơi dài chỉ nơi nơi mọc lên. Phạm Nhật Vương giờ đây sống mới trong lòng người dân. Ông là tấm gương sáng cho chúng ta phải học tập. Ông như mây như mưa trên cả thế giới sông lớn này. Nơi quê hương đổi thay tất cả vẫn nhớ vào ông. Nơi ông đã hồi hướng trở về quê hương của mình. Xây lên bao nhà cao, tập đoàn Vingroup mọi nơi. Cả thế giới biết đến ông là tỷ phú Việt Nam. Giờ niềm tự hào đất nước ông vinh danh từ đây. Niềm tự hào Việt Nam nay đã khắc tên của ông. Hãy cố lên ông nhé, bao ước mơ đang chờ đợi mình. Khu chung cư Vincom này đã có tên trên mọi miền. Bao nhiêu khu vui chơi dài chỉ nơi nơi mọc lên. Phạm Nhật Vương giờ đây sống mãi trong lòng người dân. Ông là tấm gương sáng cho chúng ta phải học tập. Ông như mây như mưa trên cả thế giới sông lớn này. Nơi quê hương đổi thay tất cả vẫn nhớ vào ông. Niềm tự hào Việt Nam nay đã khắc tên của ông. Hãy cố lên ông nhé, bao ước mơ đang chờ đợi mình. Khu chung cư Vincom này đã có tên trên mọi miền. Bao nhiêu khu vui chơi dài chỉ nơi nơi mọc lên. Phạm Nhật Vương giờ đây sống mãi trong lòng người dân. Ông là tấm gương sáng cho chúng ta phải học tập. Ông như mây như mưa trên cả thế giới sông lớn này. Nơi quê hương đổi thay tất cả vẫn nhớ vào ông. Nơi quê hương đổi thay tất cả.